cầu tự và đảng sanh. Màn một, vua Tịnh Phạn cầu tự. Cảnh một, kinh thành Ca Tiền Na Bộ tưng bừng lễ hội. Bạn vua thành Ca Tiền Na Bộ xứ Ấn Độ dưới thời Kiền Kỳ của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Nga Gia. Gia hộ bá tánh nhân sanh tu tạo thiền nghiệp, sơn hà xã tắc thịnh vượng an hòa, chuyển dân lạc nghiệp, thành tâm lập đà hương án, lễ phẩm trang nghi, lễ tuy bất túc, lòng thành hữu dư, cẩn dĩ phụng thượng, nguyện xin cầu tự, thiên địa thám thần, giáng phước ban ân cho trẫm và hoàng hậu. Cầu được ấu tử sanh tại hoàng gia, ơn hòa thân trọng, cung kính dòng bái thiên địa thánh thần, quan lâm chiếu giám. Trên cung trời đau xúc, Bồ Tát Hồ Minh nhìn lên án mấy lần bao phủ với thần Ca Tỳ La Vệ, cảm nhận lời nguyện cầu của Tịnh Phạn Vương. Ngài nhận thấy đây là nơi mà mình có thể hạ sân để thực hiện hành nguyện tìm chân lý cứu chúng sanh. Khẽ mỉm cười, Ngài nhẹ nhàng gật đầu. Rồi hai bài thôi. Rồi mấy tính này nè. Một lần gió như đau khổ tính, làm thơ nhé không nghe. Mong anh báo trước tìm lành, Tịnh Phạn Vương cùng đoàn tùy tùng vui mừng trước điềm lành, hơi nghĩ xa về. Cảnh ba, tại buổi thượng triều, hoàng hậu Ma Gia kể lại điềm một lần. Vào một đêm đẹp trời, hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy một điều rất lạ. Người đã kể lại cho đức vua Tịnh Phạn nghe, và đức vua quyết định kể lại cho triều thần để nhờ mọi người cùng đón mộng lành. Đã tới giờ thượng triều, hoàng hậu hòa thượng gia lâm, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Sau khi mọi việc điều chính đã giải quyết xong, vua Tịnh Phạn liền nói: Này các khanh, hậu của ta kể lại rằng nàng đã nằm mộng thấy một điều rất lạ. Ái hậu, nàng có thể kể lại cho trẫm và quần thần cùng thí nghiệm được chăng? Tâu hoàng thượng, thần thiếp xin tuân lệnh. Hôm nọ, trong lễ vía Thiên Tú, sau khi dân hương hoa lễ cúng trăng,
rồi sau ngọ môn bố thí thức ăn đồ mặc cho dân bần cùng. Thần thiết trở về phương Elfus và mộng thấy các tiên nữ ăn mặc vô cùng xinh đẹp bay xuống, nhảy múa xung quanh như đóng bừng một sự kiện gì đó sắp sửa xảy ra. Bỗng nhiên từ trên cao có một con bạch tượng xấu nhà đứng trên một ngôi sao, xấu sắc chói lời vượt qua trời cao bay xuống lấy nhà cái hông tên hữu của thần thiết mà chui vào. Sau đó thần thiết cùng thức giấc và thấy trong lòng vô cùng hân hoan vui sướng. Nguồn câu hoàng thượng xin chúc mừng hoàng thượng. Đỡ sao khách lại chúc mừng rắn. Nguồn tàu hoàng thượng theo như giấc chiêm bao của hoàng hậu thì nhất định hoàng hậu sẽ sanh được một hoàng nam cho hoàng thượng. Khanh nói sao? Một hoàng nam à? Nếu được vậy thì hay lắm. Nguồn tàu hoàng thượng, không những hoàng hậu sẽ hạ sanh một hoàng nam mà là một hoàng nam tài đức xưa nay không ai sánh kịp. Nếu được vậy thì ta sẽ mở đại hội thật lớn để ăn mừng. Truyền bái điều. Nội ơn hoàng thượng. Màn hai Đức Phật đản sanh cảnh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Muôn hoa đua nở trên thi nhau chút giọng trên cành, hoa thi nhau chảy màu trên lá, hương từ bốn phương dồn lại xông lên gào ngạt khắp vườn. Hoàng hậu khoan thai đi từng bước một, lòng khoái khoái nhẹ nhàng như có cánh bay. Bà mân mê từng cánh hoa một, đưa tay với lính hoa nào thì hoa đó liền sáng rực tỏa hương thơm ngát. Và cuối cùng bà đến gốc cây phô ưu, đưa tay với nhẹ thì lạ thay, mặt trời xuất hiện ở phương đông hồng hào và tròn chỉnh như mặt người vừa xuất thế. Hào quang phóng từng luồng dài xòe ra như cánh quạt quét sạch những bóng đêm, bầu trời bỗng trong xanh như bức bằng ngọc Phật. Từng luồng gió thơm ngát ngân vang trong lá mừng, hoa u đàm sáng rực cả khu vườn. Và cũng trong giây phút đó thái tử ra đời. Từ vừa lắm đi đi đang thấy con đàn xanh hoa vô ưu tươi nở ngát thương thương. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.